Voi là phải mạnh, quạt là phải lạnh. Thiết bị phòng tắm Eurolife sang trọng và tinh tế. Eurolife hội tụ tinh hoa công nghệ và chất lượng, bảo hành tới 5 năm. Eurolife, honor the beauty of life. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Hôm nay Eurolife xin giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm vòi lavabo lạnh chất liệu là đồng mạ chrome của Eurolife với ký hiệu là LL113. Chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm ở trên catalog của Eurolife trước nhé. Đây chúng ta sẽ thấy dòng vòi lavabo lạnh của Eurolife. Đây chúng ta sẽ thấy ở đây LL113 của Eurolife, giá niêm yết của công ty đưa ra tại thời điểm năm 2021 là 430.000 Việt Nam đồng, thì giá này là có giá trị tại thời điểm năm 2021 nha các bạn. Giá thì có thể tăng hay là giảm tùy vào nguyên vật liệu sản xuất tùy từng thời điểm. Vì vậy khi các bạn quan tâm đến sản phẩm này và chúng ta muốn mua thì chúng ta vào trực tiếp website eurolife.com.vn thì sẽ có giá chi tiết tại thời điểm các bạn mua nhé. Và ở đây sẽ có bản vẽ chi tiết của sản phẩm nữa, thì chút nữa chúng ta sẽ cùng đo vẽ thực tế để nắm được nha. Và chúng ta cùng xem sản phẩm. Đây, đây là hộp đựng sản phẩm. Thì các bạn thấy là sản phẩm lạnh của Eurolife thì sẽ được đóng gói trong một cái hộp màu và có kích thước phù hợp với cái số đo của sản phẩm như vậy. Đấy. Thì trên hộp của sản phẩm thì sẽ có đầy đủ thông số chi tiết của công ty, mã số, mã vạch nha các bạn. Và hộp sẽ là hộp màu đen và chữ màu vàng cùng với logo hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế do Hội Liên Hiệp các nhà khoa học Việt Nam chứng nhận, và logo là dự án top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn cho Eurolife nhé. Và chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm ở bên trong. Hey, đi kèm với sản phẩm sẽ là một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Khi các bạn mua sản phẩm thì chúng ta sẽ có cái phiếu bảo hành này với đầy đủ thông tin của các bạn khi mua. Và chúng ta nhớ đọc kỹ cái phần hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt này nhé các bạn. Bởi vì khi lắp đặt là Eurolife khuyến cáo các bạn là phải xúc rửa vệ sinh đường ống thật sạch khi lắp đặt sản phẩm để tránh cái tình trạng mà vòi bị yếu và tắc nha. Hầu hết là không các bác thợ không có rửa đường ống thì sẽ dẫn đến là rác cát nó đi vào trong vòi và dẫn đến nghẹt vòi và vòi chảy yếu, thậm chí là vòi tắc hoặc là bị rò rỉ nữa. Vì vậy là các bạn hết sức lưu ý khuyên các bác thợ phải rửa thật sạch đường ống trước khi lắp đặt nhé. Và đây là thân sản phẩm. Thì sản phẩm được đựng trong một túi vải cô tông của Eurolife Việt Nam giúp cho sản phẩm tránh bị chảy xước khi vận chuyển nha. Và đây các bạn sẽ thấy đây là sản phẩm vòi lavabo lạnh của Eurolife, ký hiệu là 113. Thì trước tiên là chất liệu, thì sản phẩm này được đúc trọng lực từ đồng H61 và được mạ chrome 3 lớp sáng bóng. Đúng không? Các bạn thấy là đồng H61 nó là một loại vật liệu mà Liên minh châu Âu cho phép để sử dụng các cái loại van vòi đó, vòi nước, nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Và các bạn cũng biết là hiện nay ở trên thị trường, trên các trang thương mại điện tử hay là trên các mạng xã hội thì các bạn thấy là những dòng sản phẩm như thế này bán với giá cực kỳ là rẻ, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rẻ, thậm chí là có vài chục ngàn một cái. Thì nói thật với các bạn là những dòng sản phẩm đó là những dòng sản phẩm mà vô cùng độc hại đó. Thứ nhất là nó làm bằng vật liệu là Atimon đó, và Atimon là một vật liệu rất là độc hại và rẻ tiền đó. Thì khi người ta đúc sản phẩm á, thì người ta sẽ phải gia cố thêm rất là nhiều chì vào cái vật liệu Atimon đấy để tăng sức bền cơ học và tạo độ dẻo để đúc thành khuôn và có thể đánh bóng nhẵn được đó, để lớp mạ, lớp xi mạ này đó. Chính vì vậy á, là cái vật liệu Atimon nó vô cùng độc hại. Khi dòng nước mà đi qua vòi thì dòng nước ấy nó sẽ bị nhiễm chì đó. Và các bạn biết rồi chì thì nó cực kỳ là độc hại cho sức khỏe của người sử dụng
Đó. Và vật liệu Atimon nó là một vật liệu rất là rẻ tiền, sau một thời gian ngắn sử dụng thì các bạn sẽ bị bong tróc, bể vỡ, gãy vòi, đúng không ạ? Rồi ra những cái lớp màu đen rất là xấu. Đó. Vì vậy các bạn hãy hết sức lưu ý, đặc biệt đối với vòi rửa chén và vòi lavabo rửa mặt này, thì vòi rửa chén hầu hết là chúng ta sẽ xả nước, dùng để xả nước để nấu nướng, đúng không ạ? Vòi lavabo thì chúng ta dùng để rửa mặt, súc miệng, đánh răng. Đó. Và khi dòng nước nhiễm trì á, thì nó rất là độc hại cho sức khỏe, đúng không ạ? Đấy, vì vậy là chúng ta hết sức lưu ý nha, không nên chọn những dòng sản phẩm rẻ tiền để sử dụng cho gia đình của mình, đặc biệt đối với những với cái dòng vòi mà chúng ta trực tiếp sử dụng như vậy. Đó. Còn sản phẩm của Aerolite á, ngoài chất liệu là đồng H61 thì nước mạ sẽ được mạ với công nghệ tiên tiến, gồm 3 lớp. Đó. 2 lớp liken ở bên trong và 1 lớp chrome ở bên ngoài, dày tới 11 ohm. Các bạn có thể xem lại cái qua test 3 chứng nhận cho Aerolite Việt Nam ở đầu video á, thì chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ đồng vật liệu của Aerolite là đạt chuẩn, lớp xi mạ dày tới 11 ohm. Đây, các bạn sẽ thấy này, tại sao mà lớp xi mạ của Aerolite nó bóng sáng như thế này, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nó cực kỳ là sáng và bóng. Đó, nó có thể soi phản chiếu như một tấm gương vậy. Đó, chúng ta có thể thấy, đúng không ạ? Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy này. Đó. Rất là bóng sáng. Đó. Còn các dòng sản phẩm rẻ tiền á thì các bạn nhìn thấy là cái lớp mạ này nó chỉ là một cái lớp màu bạc thôi. Nó như là bạc trang sức mà chúng ta đeo á, nhìn nó rất là xấu. Đó. Thì cái lớp mạ của sản phẩm rẻ tiền thì sau một thời gian ngắn sử dụng, hầu hết các bạn sẽ thấy là nó bị lổ ra, đúng không ạ? Nổ những cái đốm tròn và lộ ra bên trong là lớp vật liệu màu xám hoặc màu đen. Thì đó chính là sản phẩm Atimon. Thì sản phẩm rẻ tiền thì không bao giờ tránh được trường hợp đó, chắc chắn với các bạn là như thế. Còn sản phẩm của Aerolite thì chúng tôi cam kết với các bạn là lớp xi mạ này sẽ không bao giờ bị bong tróc khi sử dụng nha. Điều này là Aerolite cam kết với các bạn. Đấy, không bao giờ bị bong tróc. Thứ nhất là sản phẩm của Aerolite đảm bảo về sức khỏe khi sử dụng. Thứ hai là bền vững, không bao giờ bị bong tróc. Đó. Thì cái điều này là Aerolite cam kết với các bạn. Và chúng ta xem là thiết kế của vò thì nó cũng đơn giản, không giống như các dòng vòi nóng lạnh. Đó. Thì thân vò này khá là cao, đầu vò đưa ra dài vút lên cao. Đó. Tay cầm thì tay cầm phía trên được chuốt nhọn. Đó. Và với tay đồng tiền, núm đồng tiền, cái này gọi là núm đồng tiền, rất là dễ đóng mở. Đó, rất là dễ đóng mở. Van của Aerolite thì sử dụng van ceramic của Jiu Jiu. Van đĩa ceramic thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Riêng Jiu Jiu là một thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan, chuyên để gia công van đĩa ceramic. Và Aerolite đặt Jiu Jiu sản xuất riêng một dòng van cho mình để lắp ráp cho tất cả các sản phẩm của Aerolite. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được về chất lượng của van đĩa Aerolite. Chút nữa thì chúng ta sẽ cùng mở ra và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết, chúng ta sẽ lắm được nha. Rồi, phía trên này là nút để mở đầu vò, thì có được mở cái tay cầm thì được in logo của Aerolite tại trên đây nha. Phía đầu vò thì được dán tem hologram. Và đầu vò này được thiết kế tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn tháo rời ra để vệ sinh. Khi chúng ta thấy là dòng nước yếu hoặc là chảy không đều thì chúng ta có thể tháo đầu vò này ra để chúng ta vệ sinh. Và bát đi kèm là bát nhựa cùng với cả gioăng cao su đệm êm ở phía dưới. Đó, tay xoay rất là dễ dàng khi chúng ta đóng mở. Ren này thì ren 21, phù hợp với mọi loại dây cấp ở trên thị trường rồi. Để chúng ta xem sơ qua về thông số nhé. Rồi chúng ta sẽ tháo thử để chúng ta lắm được các cái linh kiện ở bên trong của sản phẩm này như thế nào. Về thông số thì tôi sẽ đo sơ bộ nhé. Sơ bộ để chúng ta lắm được. Thứ nhất là chiều cao của vòi. Chiều cao của vòi thì chúng ta sẽ thấy là tôi đo đến nắp đỉnh vòi thôi nhé. Hấp đỉnh vòi thôi, còn tay vảnh lên thì nó hơi cao. Nó là 81mm nha các bạn. Đó, 81mm. Còn phần từ lưng cho đến đầu nó sẽ là 135mm. Đó, 135mm. Vòi thì là khá cao. Và trọng lượng của sản phẩm này thì chúng ta cùng xem chi tiết.
Vòi có trọng lượng là 443 gram nha các bạn, tức là gần nửa ký. Vòi khá là nặng, các bạn thấy là với nửa ký đồng thì nếu mà nhân với đồng khối thì trị giá sản phẩm ra đã rất là lớn rồi, nó không có chuyện có mấy chục ngàn một sản phẩm như thế này cả. Chính vì vậy là các sản phẩm mấy chục ngàn thì các bạn sẽ tự tính toán được đó là sản phẩm có bằng đồng hay không. Đấy, nó thực sự là mấy chục ngàn chưa đủ để sản xuất được một cái tay cầm này. Đấy các bạn, đấy, một tay cầm tiêu chuẩn thì mấy chục ngàn không đủ để sản xuất đâu. Vì vậy là tại sao mấy dòng sản phẩm rẻ tiền nó lại có chất lượng tệ. Khi chúng ta sử dụng một thời gian ngắn thì nó đã bị rò rỉ bể vỡ rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ tháo sơ bộ để các bạn coi nhé. Đây, chúng ta tháo đầu vòi thì chúng ta tháo bằng cái chúng ta có thể dùng một cái khóa nhé, kẹp vào đó để chúng ta mở ra. Thì cái đầu này chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời này. Đây là phần tạo bọt chống văng bắn và trong đây có một gioăng cao su. Từ đây thì chúng ta sẽ thấy được chất liệu đồng ở đây. Sản phẩm này thì được sản xuất tại Việt Nam nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ thấy được chất liệu đồng ở đây. Rồi chúng ta sẽ mở cái nắp tay cầm này. Tùy tiện ở video giới thiệu sản phẩm thì Euroline cũng xin giới thiệu cái cách mà các bạn khắc phục rồi là xử lý các cái trường hợp mà khi vòi gặp vấn đề. Thì trước tiên là về phần nước chảy yếu thì đầu tiên là chúng ta phải tháo với phần đầu này ra để xem rác nó có đọng vào đây không, sau đó chúng ta vệ sinh sạch sẽ lại rồi chúng ta lắp lại thôi nha. Đó là trường hợp đầu tiên bị yếu. Còn trường hợp thứ hai là có thể bị tắc ở van này đó, và cũng là trường hợp thay van luôn, thì chúng ta khi mà muốn tháo bên trong ra để xử lý hoặc thay van thì chúng ta phải tháo được cái tay cầm này ra. Thì cái tay cầm này tháo ra thì chúng ta để ý là phía trên này sẽ có một cái lắp, đúng không ạ? Đây chỉ là lắp để che đi cái phần ốc vặn của tay thôi. Thì chúng ta dùng một cái vật mảnh, ví dụ như là một con dao chẳng hạn, chúng ta có thể lại nó ra rất là đơn giản. Chúng ta lại nó ra nhẹ nhàng thôi, không có gì phức tạp. Rồi, đó, như vậy là đã lại ra xong. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một con ốc, đúng không ạ? Đó, có một con ốc thì các bạn cần dùng một cái vít để chúng ta vặn con ốc này ra. Đó, chúng ta chỉ vặn hết con ốc này ra thôi, đúng không ạ? Thì nó sẽ tháo được cái tay cầm này. Và ở đây sẽ là van các bạn nhé. Van này thì chúng ta hoàn toàn tháo bình thường bằng cách là dùng một cái mỏ lết. Ở đây thì tôi không có mỏ lết, tôi sẽ dùng một cái cây kìm. Chúng ta chỉ việc kẹp mỏ lết hoặc kìm vào thôi. Chúng ta mở, đó, xoay ngược chiều kim đồng hồ ra, đúng không? Mở như bình thường thôi thì chúng ta sẽ lấy được cái van ceramic này ra. Đó. Và đây là van đĩa ceramic của Euroline dùng cho dòng sản phẩm này. Từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy vật liệu đồng của sản phẩm này. Trực tiếp từ đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Đó, đúng không ạ? Còn các dòng sản phẩm ở ngoài thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ là antimon thôi, không bao giờ phải là đồng như này các bạn nhé. Đây, trái tim của sản phẩm đây là van đĩa ceramic. Đó, thì van ở phía bên trong này, các bạn khi tháo ra các bạn có thể gõ vào với nhau, các bạn sẽ thấy được là cái đĩa ceramic này. Rồi thì van này các bạn sẽ nhìn thấy bên trong này là một đĩa ceramic ở bên trong này. Đó, chúng ta khi đóng mở này, đóng mở thì đĩa nó sẽ xoay. Đó, chúng ta thấy không? Đó, đĩa nó sẽ xoay. Đó. Thì khi mà chúng ta cần thay á, thì chúng ta chỉ tháo ra như vậy thôi và chúng ta thay thế lại, đúng không ạ? Còn khi mà bị tắc từ đây á thì chúng ta cũng tháo đầu này ra, chúng ta xúc rửa lại vòi và chúng ta lắp đặt lại thôi. Khi thay thì cũng vậy nha các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể lắp đặt lại bình thường. Đó. Và thay van mới thì cũng chúng ta cũng lắp đặt quy trình đúng như vậy. Sau khi mà lắp đặt xong á thì chúng ta gì siết chặt cái van này thôi. Nha, chúng ta chỉ cần siết chặt lại là được rồi, vừa tay vừa cứng là được rồi. Đó. Sau đó là chúng ta lắp đặt lại như quy trình ban đầu. Đó. Thì đối với van này chúng ta có thể dùng van không có ren mũ ở phía trên nhé, bởi vì tay cầm này đó là tay cầm gắn bằng ốc thì chúng ta không cần có ren mũ ở phía trên, chúng ta lắp bất kỳ van nào cũng được hết, van có ren mũ phía trên hay không có mũ đều được nhé, hoàn toàn có thể lắp được hết. Đó. Sau khi lắp đặt xong thì chúng ta
đưa tay vào thôi. Và chúng tôi cũng giới thiệu với các bạn cách chuyển đổi tay luôn nha. Tức là ở đây sẽ là gì? Đóng và mở. Đây, đóng là thẳng này, mở là gạt sang, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta cũng vẫn có thể thay đổi là mở sẽ là thẳng nha. Thì đây đang là mở đúng không ạ? Các bạn sẽ chuyển tay lên đây. Đó. Thì nó sẽ là mở và đóng nó lại là nằm như thế hướng này. Đấy, thì tùy các bạn nha, các bạn có thể tùy chỉnh theo cái cách mà các bạn cảm thấy là nó thuận tiện nhất. Đó. Thì đó là cách chuyển đổi tay, và khi xong đó, thì chúng ta vặn lại con ốc này thôi. Đúng không ạ? Rất là đơn giản. Thì cái cách mà xử lý của tất cả các vòi lavabo á, thì tất cả hầu hết sẽ là như vậy nha các bạn. Đó. Chúng ta hoàn toàn xử lý một cách rất là đơn giản, đúng không ạ? Sau khi nó là xong thì chúng ta nhấn cái nút này lại thôi. Đó. Chúng ta đưa nút này. Nút này thì có cái ngàm đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc nhấn vào thôi nha, không cần phải làm gì hết. Đó. Chúng ta chỉ nhấn cái là vào, đúng không ạ? Và đầu vòi này sau khi vệ sinh xong thì chúng ta cũng lắp đặt lại, và chúng ta phải lưu ý là cái gioăng cao su nằm ở đây nha. À, nếu không có gioăng cao su là nó sẽ bị rỉ nước ở đầu vòi này. Đó. Khi lắp đặt đầu thì cũng chúng ta có thể cũng dùng bằng tay được. Đó. Còn không thì các bạn lấy khóa các bạn vặn chặt lại thôi. À. Còn lắp đặt thì đơn giản rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc tháo bát này ra thôi. Đặt vòi lên trên thân chậu và kẹp gioăng cao su vào cái bát này ở phía dưới. Vặn ngược lên là xong rồi. Đúng không ạ? Rất là dễ dàng. Đây là phần chân này là được đúc liền với thân nha các bạn. Nên lên là các bạn sẽ nhìn thấy là ở phía dưới chân này nó đều có lớp mạ, là do là chân và thân được đúc liền nhau. Thì khi mà mạ là cái mạ sẽ ăn cả vào ren chân này. Còn nhiều dòng vòi thì các bạn thấy là dưới chân này là chân đồng, thì chân đó là được lắp rồi ở bên ngoài nha. Thì đây là dòng sản phẩm vòi lavabo lạnh chất lượng cao của Euroline, không giống như các dòng sản phẩm rẻ tiền nha các bạn. Đấy, Euroline lưu ý lại một điều là nó không phải là dòng sản phẩm rẻ tiền ở phía bên ngoài thị trường bán tràn lan. Đó, chúng ta chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thôi là van khóa này rò rỉ hết rồi, thân nó sẽ nổi hột lên. Đó, còn các sản phẩm của Euroline thì chúng tôi cam kết là nước mạ này không bao giờ bị bong chóc, và thời gian sử dụng của van này rất là bền bỉ, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng lâu dài cho gia đình của mình. Dòng sản phẩm của Euroline thì khi sử dụng chúng ta không mấy khi phải tháo ra tháo vào để thay thế các dòng sản phẩm khác, bởi vì tính chất bền của sản phẩm là một điều tất yếu rồi. Ngoài ra thì sản phẩm này chúng ta có thể không cần phải thay thế, mà chỉ cần thay thế linh kiện này khi mà cần thiết thôi. Ví dụ như các bạn sử dụng 5 năm 7 năm van bị rò rỉ thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo van ceramic ra, chúng ta thay một cái van mới là chúng ta lại sử dụng như cũ. Đó, cái quy trình tháo ra để thay thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Đấy, chúng ta chỉ việc thay thôi. Còn các dòng sản phẩm ở bên ngoài thì chúng ta hoàn toàn không thể thay thế được. Đấy, các sản phẩm không làm theo một tiêu chuẩn theo thông số quốc tế thì chúng ta không thể thay được. Thì đấy là cái yếu tố thuận lợi hơn của thiết bị vệ sinh Senvoy Euroline khác với các dòng sản phẩm khác ở trên thị trường. Rồi khi các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì chúng ta có thể click vào link ở ngay phía dưới phần mô tả video clip. Chúng ta sẽ mua được trực tiếp từ công ty cổ phần Euroline Việt Nam, hoặc chúng ta truy cập vào website euroline.com.vn để chúng ta đây, chúng ta có thể truy cập website này euroline.com.vn. Đó. Thì chúng ta sẽ mua, chúng ta sẽ vào phần vòi lạnh. Đó. Thì chúng ta sẽ tìm được dòng sản phẩm này hoặc nhiều dòng sản phẩm khác phù hợp hơn với nhu cầu của các bạn nhé. Euroline ship COD toàn quốc đối với tất cả các dòng sản phẩm của mình. Các bạn chỉ việc đặt hàng, nhận hàng, các bạn được phép kiểm tra hàng hóa. Khi ưng ý thì các bạn mới phải nhận hàng và thanh toán. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm mua sản phẩm của Euroline ở trong hệ thống siêu thị điện máy xanh có ở trên toàn quốc. Hệ thống siêu thị điện máy xanh thì rất uy tín rồi, chúng ta có thể tìm mua được. Hoặc chúng ta có thể tìm mua tại hệ thống siêu thị Colan Nhật Bản, nằm ở trong các siêu thị Aeon Mall có trên toàn quốc. Đấy, siêu thị Aeon thì hầu hết các tỉnh thành đều có rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể vào Aeon tìm được sản phẩm của Euroline ở trong Colan Nhật Bản nha. Hoặc là chúng ta tìm tới siêu thị ACE Home Center,
nằm ở trong các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc. Colan Nhật Bản và ASEA Home Center là hai tập đoàn lớn hàng đầu thế giới về bán lẻ thiết bị trang trí nội ngoại thất. Và hai tập đoàn này có các cái chuỗi cửa hàng nằm ở trên tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Vì vậy là các bạn thấy là Eurolife trở thành một trong những đối tác của tập đoàn hai tập đoàn lớn toàn cầu này, thì các bạn cũng tự hiểu được là chất lượng sản phẩm của Eurolife phải đạt được tiêu chuẩn cụ thể rồi. Đó, để được hai tập đoàn này chứng nhận thì sản phẩm phải có đầy đủ tiêu chí chất lượng rồi, như về phần hậu mãi. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn sản phẩm Eurolife rồi nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm mua sản phẩm Eurolife ở các cửa hàng đại lý bán vật liệu xây dựng hay thiết bị vệ sinh có ở trên toàn quốc. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm này lắp đặt thực tế, xem dòng chảy của sản phẩm này như thế nào, có tốt hay không ở ngay sau đây nhé. Đây, chúng ta cùng xem thực tế vòi khi được lắp đặt ở trên một mặt phẳng nhé. Và chúng ta sẽ cùng xem dòng chảy của sản phẩm này. Chúng ta thấy là vòi được lắp lên rất là cứng cáp đúng không ạ? Và chúng ta cùng xem dòng chảy nhé. Tôi sẽ mở để chúng ta coi này. Rồi. Các bạn thấy là dòng nước rất là mạnh đúng không ạ? Rất là mạnh. Đầu vòi thì tạo bọt và nó không gây văng vắn nè. Đó, các bạn thấy này. Vòi rất là mạnh, áp lực nước cực kỳ lớn đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là tốc độ chảy của vòi rất là mạnh. Về sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về dòng chảy và thiết kế cũng như là chất lượng của nó nhé. Các bạn không cần phải lo lắng gì về dòng sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Eurolife nhiều hơn nhé. Và ngay sau đây thì các bạn hãy theo dõi thêm cái video clip mà Eurolife test bằng máy áp lực nước cao cho tất cả các dòng sản phẩm trước khi xuất xưởng, để nhằm tránh những lỗi trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tới tay người tiêu dùng nhé.
Thank you.